khi đi lâm sàng nếu các bạn nắm tốt hai bài, đó là bài soi niệu của bạn Rhodes. Chúng ta đã có đầy đủ nhiều video về hai bài đó và sáng hôm nay thầy giảng lại rất là chi tiết. Giờ chúng ta sẽ học 15 phút về sex. Để vượt qua được kiến thức sex, các bạn phải vượt qua được hai kiến thức, đó là sex drive và sexual movements. Có nghĩa là để có một cái cuộc gọi là tri hoan, một cái quan hệ tình dục hoàn chỉnh thì các bạn phải có đủ hai yếu tố này. Vấn đề hiện nay là từ hồi trước giờ người ta hiểu sai về sex drive. Người ta cứ nghĩ rằng một người đàn ông thèm muốn một cái cô đó, ê cô đẹp quá mày, là do testosterone. Không phải. Một người nam thèm muốn phụ nữ lại do estrogen. Và một người phụ nữ thèm một người đàn ông, trời ơi người ta đã đá quá mày, chim đang sung gì đó, sinh con đá quá mày, thì lại là do testosterone. Như vậy đối với nam sex drive gọi là do estrogen, đối với nữ sex drive gọi là do testosterone. Từ đây nó dẫn theo hàng loạt cái điều mà chúng ta mới hiểu được tại sao hiện nay các cái ông lớn tuổi đó, sáu mấy bảy mươi, nói chung các quan chức quan tuổi về hưu hoặc đều thích với những phụ nữ trẻ, đặc biệt có những người phải thích những em bé gái 4, 5, 6 tuổi. Ta hỏi, chuyện quái gì xé, làm sao mà làm ăn được? Và khi đưa ra tòa, tòa đưa các em bé đó đi giám định y khoa, bác sĩ khám hoàn toàn bình thường. Thế là ba mẹ các em bé đó chửi tòa, nói rằng tòa đã xử sai. Dưới góc độ các bác sĩ chuyên khoa, người ta mới giải thích, thực ra các ông đó có xâm hại tình dục trẻ em không? Có. Nhưng bằng cái gì? Bằng lưỡi. Oral sex, chứ không phải bằng bộ phận sinh dục. Vì thế cho nên khi đưa đi khám hoàn toàn bình thường. Các bạn hiểu được chưa? Vậy thì vấn đề của nó là ở đây là oral sex. Các bạn hiểu được vấn đề chỗ này chưa? Như vậy hiện nay nếu chúng ta gửi nhà cho ông nội, bạn của ông nội đang giữ nhà, rồi bạn của ông nội qua chơi, mà ơi anh ngồi đây nghe, tôi đi mua rượu, mua cốc, mua ổi, anh coi giùm đứa cháu nội tôi với cháu gái 5-6 tuổi, thì ông nghĩ là, nó ngang tuổi với ông nội thì ông này cũng coi nó là cháu, nhưng thực ra ông lại oral sex. Cái điều cực kỳ nguy hiểm là các bạn biết rằng, cái bộ phận sinh dục ngoài của nữ, cái clitoris hoặc là cái nipple, nó muốn oral sex một cái là không chịu nổi, nó còn dữ dội hơn là quan hệ tình dục thực sự. Như vậy để cho các bạn hiểu được rằng những người đàn ông lớn tuổi bụng bự vú bự, ta cứ nghĩ rằng bụng bự vú bự sẽ dẫn theo cái chuyện là estrogen tăng, không phải, estrogen tăng dẫn tới bụng bự vú bự sẽ dẫn tới cái chuyện là mấy ông sẽ bị liệt, có nghĩa là không còn cương được. Thực tế thì sao? Không sao, nhưng nó lại tăng cái thèm muốn phụ nữ lên, nhưng không đủ khả năng làm ăn, bởi vì cái tốt của mấy ông giảm. Từ đó dẫn theo chuyện gì? Thèm tăng nhưng khả năng chiến đấu thấp. Thế là mấy ông dùng công cụ hỗ trợ. Ta hiểu được chưa? Công cụ hỗ trợ đây đa số là thuốc. Thuốc Tadalafil, Sildenafil, Rocket 1 giờ các thứ. Được chưa? Và cộng thêm cái gì nữa? Sex toy. Thường mấy ông không sử dụng sex toy, tại vì cái lưỡi ông còn ngon. Được chưa? Ta gọi là khẩu dâm. Bạn hiểu được chỗ này chưa? Như vậy qua cái bài này sinh viên nắm được cái gì?
đừng nghĩ rằng xâm hại tình dục trẻ em là phải quan hệ tình dục bằng cách đưa dương vật vào âm đạo, sai. Chỉ có vô sex là đúng. Các bạn biết cái bài Bắc Kim Thang cả em biết ở không? Biết bài nào? Tao hỏi bài này nói về cái gì? Bắc Kim Thang cả em biết ở không? Cột quá kèo là kèo quá cột. Chú bán dầu quá cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi? Con le le đánh trống thổi kèn. Con bìm bìm thổi ỏi em. Can bán dầu và anh bán ếch là đồng tính liên ai. Tại sao thầy biết? Trời. Tại vì lúc anh bán dầu quá cầu té chết thì anh bán ếch tự tử theo luôn. Vậy đâu phải, tại vì người ta quá thân nhau. No. Con le le đánh trống thổi kèn. Hai thằng nó có hai cái dùi trống mà nó không đánh, nó đi thổi kèn. Các bạn biết thổi kèn không? Biết không? Quay nói em hỏi gần chưa? Biết thổi kèn không? Biết không? Hiểu mà không biết, tại vì ở đây em chưa thổi lần nào. Thổi kèn là tuyệt đỉnh công phu luôn. Cung phu, biết không? Cung phu luôn. Thì bữa nay về thổi kèn thử. Như vậy các bạn hiểu được cái bài ca này nó có từ lâu. Và nó muốn thầy không nói nó là ca ngợi một mối tình với đế. Nhưng rõ ràng con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bìm thổi ò ý e ò e. Các bạn hiểu ò ý e ò e là gì không? Vừa ở đồ sách chút thì thằng kia đó xuất tinh. Cái từ xuất tinh đó là ò ý e ò e ò e ò e. Chạy. Để ta hiểu được rằng đây là cái bài ca mà đứng đức ba tuổi nào cũng biết ca. Vậy những bạn ở đây có con có dám cho con mình ca bài đó nữa không? Nó ca mà nó đâu hiểu gì đâu. Ba mẹ nó cũng không hiểu luôn. Bữa nay hiểu rồi chưa? Rồi, đối với nữ thì sao? Nữ thì ngược lại. Có nghĩa là một người phụ nữ khi thèm muốn đàn ông thì testosterone cao. Như vậy làm sao biết được phụ nữ đó cái tốt cao? Đôi chân mày. Các bạn chỉ cần nhìn cái đôi chân mày của người phụ nữ thì các bạn biết ngay. Mó. Cái bà đó vậy. Khủng khiếp. Hiểu chưa? Như vậy các bạn đã từng nghe những cái câu hớ đó đã. Chà. Các bạn tra liền Google câu này. Chà. Có nghĩa là các bạn tưởng tượng được với cái chân mày như vậy thì cái rừng rậm Amazon. Từ từ là Amazon chưa? Đó. Như vậy những cái bài này nó đã có từ lâu. Từ thời Tần Thủy Hoàng đã có bộ Tố Nữ Kinh. Và bộ Kumasuka, Kamasuka. Như vậy những bạn nào ngồi đây mở điện thoại ra vô Google gọi Kamasuka, các bạn sẽ hiểu được. Qua buổi học hôm nay, thầy chỉ nhắc cho em rằng hai cái kiến thức sách vai về từ 2015 tới giờ làm cho người ta hiểu được từ lúc cái khái niệm này ra đời, làm cho người ta hiểu được vì sao các người đàn ông lớn tuổi lại lung tung về cái chuyện sex ấu dâm. Ngày xưa người ta không hiểu. Và cái điều nguy hiểm nhất đó là đưa đi khám hoàn toàn bình thường. Rồi có những tờ báo viết bậy bạ nào là banh hết âm hộ, nào là banh tử cung và đó. Các bạn tưởng tượng 4, 5, 6 tuổi làm sao mà ngán nữa. Có hiểu được chưa? Như vậy phải hiểu chính xác. Và ca thêm cái này. Có chưa? Có comment chúng ta chứ? Rồi quay quần chúng chứ? Chúng ta nghĩ là